Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Là ngôi sao sáng giá trên sân khấu cải lương thời Hoàng Kim, tuy nhiên cuộc đời của nghệ sĩ Vũ Linh lại trải qua nhiều chân chuyên. Nghệ sĩ Vũ Linh sinh năm 1958 tại Sài Gòn, Tên thật là Võ Văn Hoan, mọi người thường gọi anh bằng cách tên thật mật là anh Năm. Gia đình anh có sáu chị em và ngoài Vũ Linh, còn có hai người em khác theo nghề là nghệ sĩ Hồng Nhung và nghệ sĩ Tiểu Linh. Nghệ sĩ Vũ Linh bén duyên với sân khấu ngay từ nhỏ. Anh học nghề với thầy Văn Vĩ và được thầy đặt cho nghệ danh Hùng Tuấn Linh. Sau này, anh mới đổi tên thành Vũ Linh anh là người trải qua thời hoàng kim nhất của sân khấu cải lương với các vở diễn như Hòn Vọng Phu, Dũ Áo Bộ Đời, Bức Ngôn Đồ Đại Việt, Cô Đào Hát, Lương Sơn Bá. Năm 1972, anh theo đoàn hát đồng ấu hoa thế hệ đi lưu diễn ở các tỉnh. Một thời gian sau về hát cho gánh hoa anh Đào Kim Trường và gặp được nghệ sĩ Diệu Hiền, nghệ sĩ Trương Ánh Loan. Hai người này đã thương mến anh như con em trong nhà và tận tình chỉ dẫn. Vào thời điểm ấy, nghệ sĩ Vũ Linh là kép chính lừng lẫy của các đoàn hát. Nhiều cô đào cải lương đóng cùng với anh đều trở nên nổi tiếng, từ Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Phượng Mai, Thoại Mỹ đều thành công nhờ vào đóng kẹp với anh. Tên tuổi của Vũ Linh phủ sóng các sân khấu vào thập niên 90, anh góp mặt vô số các từng tích lớn nhỏ. Ngoài ra, Vũ Linh còn giành được nhiều giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp như hạng nhì trong 10 diễn viên được ưa thích nhất trong năm 1989, hạng nhất trong 10 diễn viên được ưa thích nhất trong năm 1990, huy chương vàng giải triển vọng Trần Hữu Trang năm 1991, huy chương vàng giải xuất sắc Trần Hữu Trang với trích đoạn bức ngôn đồ đại Việt năm 1995, giải mai vàng năm 1999 dù nổi tiếng với nhiều vai diễn cùng các cô đào trên sân khấu nhưng ngoài cuộc sống anh lại có đời sống tình cảm khá lận đận tình đầu của vũ linh là một thiếu nữ xinh đẹp con nhà giàu tuy nhiên bố mẹ nhà gái phản đối nên cả hai đành chia tay trong đau khổ rất lâu sau đó anh mới có mối quan hệ mới với cô gái ở gần nơi đoàn diễn cả hai sống với nhau như vợ chồng họ có cậu con trai nhỏ nhưng đến khi ba tuổi cậu bé bị bệnh chẳng may qua đời. Anh đau đớn và tìm đến rượu để vơi bớt phần nào sự mất mát. Sau hai cuộc tình chắc trở, Vũ Linh đã từng yêu và tính đến chuyện kết hôn với nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm nhưng cuối cùng cả hai lại chia tay trong im lặng. Mặc dù được nhiều cô đào nổi tiếng tài sắc thương thầm nhớ trộm nhưng anh vẫn không đón nhận ai. Đến cuối cùng, nghệ sĩ Vũ Linh vẫn chọn cuộc sống độc thân. Những nỗi đau về tinh thần khiến anh tìm đến rượu chè và bài bạc. Có những canh bạc vũ linh thua trắng ba căn nhà. Anh từng trải lòng. Tôi đã từng vướng vào nó khi nhiều chuyện buồn trong đời ập tới. Mẹ tôi qua đời, người yêu đầu đời rời xa vì chê kép hát tỉnh. Đã khiến tôi chôn vùi cuộc đời vào dòng bạc. Để có tiền trả nợ, tôi nhận quay phim video cải lương, mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ còn lại thì ra mình trong phòng thu rồi ra phim trường. Tôi muốn làm lại từ đầu, rũ bỏ tất cả những ký ức đen tối. Lúc đó, tôi mới thấm câu nói của ông bà, thắng bản thân mình thật khó. Nghệ sĩ Vũ Linh đã thoát khỏi những cam dỗ bài bạc bằng sự dạy dỗ nghiêm khắc từ người thầy của mình nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền. Nghệ sĩ Cải Lương Vũ Linh là người khá kín tiếng với truyền thông. Ở tuổi 62, ông hoàng cải lương hồ quảng chọn cách lui về hậu trường và hỗ trợ cho thế hệ trẻ anh được rất nhiều nghệ sĩ biết ơn và quý trọng vì sự tận tâm làm nghề không ít lần vũ linh đã giúp đỡ những nghệ sĩ trẻ trong các vở diễn phương hồng thủy từng gọi vũ linh là người mình thương chị cho biết có một người mà nếu không có anh thì chắc không có cô đào hát phương hồng thủy bây giờ một người mà trên chặng đường nghệ thuật mỗi khi cô ấy té hay vấp ngã luôn có bàn tay anh nắm lấy anh chính là nghệ sĩ vũ linh hiện tại nghệ sĩ vũ linh đang sống tại quận phú nhuận thành phố hồ chí minh cách đây vài năm nam nghệ sĩ đã từng trải qua một cơn bạo bệnh nhưng may mắn qua khỏi vũ linh cũng đi làm từ thiện ở nhiều nơi nhưng không công khai với báo chí anh từng tâm sự trải qua bao nhiêu thăng trầm có lúc tên tuổi bị lu mờ do nhiều hoàn cảnh. Tôi nghiệm ra rằng cuộc sống luôn ban cho mình nhiều cơ hội. Con người cần làm việc có ích cho cộng đồng, đó là điều còn lại mãi với thời gian. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.